Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con chó Rubik dài 72. Giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn theo mình làm nha. 1, 2, 3 qua đây. 1, 2, mình lấy qua. Cái dây trở qua. 1, 2, mình bẻ qua. 1, 2, 3, mình bẻ qua đây. Cái chú này mình bẻ qua. Cái dây. 1, 2, 3. Xong rồi bẻ vô ngay chỗ này, mình bẻ qua. 1, 2 bẻ qua đây. 1, 2 bẻ lên. 1, 2, 3 bẻ xuống đây. 1, 2 chỗ này. Chú màu xanh này mình bẻ qua. 1, 2 bẻ qua. 1, 2 bẻ qua. Như vậy. Bẻ vô.
ba. 1, 2, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chú màu xanh này, màu trắng này, mình đem lên. 1, 2, 3. Xong rồi, đã hoàn thành xong con chó. Nói tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại những video.